Con lấy một cô để đánh đàn. Được. Chờ nghe em hát ấy, có khán giả có cảm thấy kiểu như nhiệt huyết hơn, sung hơn không? Dạ. Có khán giả có cảm thấy như... Em hát thì chạy gì? Người nghệ sĩ ấy, là khi mà đứng trên sân khấu và có nhiều khán giả xung quanh nói nghe mình hát ấy, thì lúc đấy mình phải có nhiều thêm cái lửa. Lúc đấy em hát kiểu cảm giác lên cao hơn, lên được cao hơn. Ừ. Thế có khán giả thì mình càng nhiệt hơn chứ. Đã có rất nhiều khán giả chờ đón nghe em hát ấy. Chào chị Loan. Bắt đầu nhá. Từ bao nhiêu đây anh cứ mơ. À, hai, một. Từ bao nhiêu đây anh dịch lên một chút. To lên nhá, to luôn từ đầu nhá. Mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi áo đông em.
Xin giới thiệu với các bạn, đây là gì Dũng nhở? Dũng Bùi. Hả? Dũng Bùi. Dũng gì? Dũng Bùi. Biệt danh lạ đấy. Tên trời bé em gì? Ok. Mà em là Dũng Bùi. Cần uống nước không? Không. Tập cái này chưa? Thử xong này xem nhé. Vâng. Trong cuộc sống buồn lo là thói quen là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi.
Tha thứ bài gì ở Kiều ơi? Chào cả nhà. Chào Thương. Chờ một nát nhá. Chờ một chút. Chờ một chút, bạn ấy đang chưa thuộc lời cho nên đang in lời bài hát. Đừng như thói quen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tập này chị nhỉ? Cái này phải tập đó, cô chưa tập đoạn này. Hai cô trò sẽ cùng nhau tập lại bài này để gửi tới các bạn nha. Bye bye.